Với anh em đam mê bẫy cuốc thì đây sẽ là một trong những cái lựa chọn rất là tốt cho anh em này. Khi mà sử dụng 100% lụp này sẽ là inox 304 chống han gỉ, chống bào mòn cho toàn thể các bác. Và đây là cái cách thức khi mà gập gọn lại khi các bác chưa dùng này. Còn nếu các bác muốn dùng, các bác mở đôi hai cánh ra hoặc là sử dụng một cánh cũng được nhá. Lụp hai mặt nhưng mà các bác có thể sử dụng một cánh chứ không nhất thiết là phải hai cánh đâu. Đấy, và một cánh như thế này. Đây, mặt sập này nó sẽ có cái chiều dài của nó lên đến khoảng 38, 39 và chiều ngang cũng tương tự. Với mỗi một cái vanh sập này đều có khóa vanh. Các bác nhìn thấy đây nhá. Đây nó sẽ có khóa vanh này. Và với khóa vanh như này thì các bác và anh em yên tâm là khi mà cuốc nó đã vào là không bao giờ có lối thoát. Lưới thì dạng nhỏ rất li ti nhưng mà dạng lưới siêu bền, siêu dù luôn cho các bác này. Lưới đạn dạng đan tay nhá. Đây, em gài thử cho toàn thì các bác với cái mẫu lụp hai mặt. Bởi vì sao ạ? Với lụp hai mặt là các bác phải sử dụng được cả hai, đúng không ạ? Đấy, lụp bên này, mặt bên này dùng rồi nhưng mặt bên này vẫn có thể tiếp tục bẫy được nữa. Thì nhiều khi mà các bác đi để đánh cái sử dụng cái lụp hai mặt này nó được xiên đôi. Đấy, nhiều bác, nhiều anh em mua và lụp hai mặt nhưng mà đánh chỉ được một bên thôi. Một bên kia là nó tự sập. Đây, bác nhìn nhá. Ngụy trang hết bằng những cái lá, đây là lá nhựa nhưng mà dạng lá dương xỉ. Bên trên này sẽ là lá đa. Làm cho chiếc lụp của các bác nhẹ nhất có thể nhưng mà vẫn đảm bảo yếu tố ngụy trang. Đấy, và bây giờ em test thử cho toàn thể các bác này. Với con cuốc giả ở đây nhá. Đây là con cuốc giả. Cuốc này là sẽ nhồi hết thịt đi và bơm silicon và cho nên rất là bền chứ không phải là cái dạng nhồi keo. Và siêu đẹp cho toàn thể các bác nhé. Đây là cuốc mồi. Đấy, các bác thấy chưa? Mặt bên này sập rồi. Còn mặt bên này vẫn nguyên si, không hề sập một tí nào. Đây chính là cái chất lượng của lụp hai mặt bên em. Thế còn với mẫu lụp một mặt thì sao? Bác nào và anh em nào có muốn mua mẫu lụp một mặt thì bên em cũng đang cung cấp đây. Lụp một mặt hay các bác gọi là lụp quả đào. Đây, lụp quả đào hay còn gọi là lụp cụ 10. Lụp này thì cam kết với toàn thể các bác nhé. Đẹp, không tì vết luôn. Đấy, ngoài ngụy trang thì nó có cả bo viền này. Bo viền này, đây là bo chống lườm. Đấy, mặt lụp thì đều sử dụng mối hàn. Mối hàn bằng inox hết cả. Rất là chắc chắn cho toàn thể các bác, bền mãi mãi luôn với cái mẫu này. À, có chuông đồng đầy đủ nhá. Cũng sẽ thiết kế với chiều dài, chiều rộng của mặt sập đấy lên khoảng 38, 39. Và thêm một cái đặc điểm nữa, đó là chiều mặt sập của cái phần cầu tử này là một trong những cái bên, là một trong những cái điều kiện cần thiết nhất để tạo lên một cái mẫu lụp nó hiệu quả. Đấy, đặc biệt thì cầu tử rộng đến tận 22, rộng dài 21, 22. Thì khi mà con cuốc nó chỉ cần bước nhẹ vào cái phần mặt sập bên dưới này là nó sẽ sập bẫy ngay. Đây chính là một cái ưu thế của bên em khi bên em thiết kế như này. Đấy, đây là với cái mẫu lụp một mặt, các bác gọi là lụp quả đào hay còn gọi là lụp cụ 10 nhé. Đây là số điện thoại các bác có thể liên hệ để mua. Và ngoài ra thì bên em có cung cấp đến toàn thể các bác cả loa. Loa thì bên em có loa 898, một trong những dòng loa loại 1 tốt nhất hiện nay cho toàn thể các bác và anh em. Loa này thì sẽ gồm có đầy đủ phụ kiện. Và quan trọng nhất thì giá thành của nó vừa phải, chất lượng âm thanh tốt, ấm và ổn định. Em sẽ mở các bác và anh em test thử luôn với cái chất lượng âm thanh này, nghe nó ấm như thế nào nhé. Đây. Mở lên nó sẽ ở chế độ pause shift hay còn gọi là chế độ tạm dừng. Đây chính là dấu hiệu nhận biết của dòng loa loại 1. Đấy, chứ không phải là mở lên một cái là nó phát ra tiếng tàu hay là nó sẽ chạy tiếng ngay. Đấy chính là cái dòng loa loại 2. Dòng loa loại 1 thì chất lượng âm thanh của nó tốt hơn rất là nhiều các bác ạ. Đây là tiếng bịt nhái này. Đấy. Tất nhiên thì các bác sẽ có cả tiếng cuốc nữa, nhưng mà đây là một trong những cái thẻ tổng hợp có tất cả các loại tiếng chim cho toàn thể các bác nhé, bao gồm có cả tiếng cuốc luôn. Đấy. Các bác mua thì chỉ cần liên hệ với cái số điện thoại em đang để ở đây là các bác có thể mua được hàng với cái dòng loa hay là với những cái dòng lụp mà bên em cung cấp này. Lụp là lụp quả đào và lụp hai mặt, chất liệu 100% là bằng inox 304 cho toàn thể các bác nhé. Đây, ấn mãi không tới bàn cuốc các bác ạ, tới bàn cô gái. Thì thông qua đây là em muốn test thử cho toàn thể các bác cái chất lượng âm thanh thôi. Bác nào có nhu cầu mua liên hệ trực tiếp cho em nhé. Và trân trọng cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.